tuyệt vời ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người trên Zoom. Thì tôi là Trịnh Tuyết ở Thanh Thành, Thanh Hóa. Cách đây 2 năm thì tôi là người mà rất là khổ sở vì bị đau dạ dày. Và kéo theo đau dạ dày thì nó là bị đại tràng. Ăn gì cũng không yên tâm. Vì cứ ăn vào là nó trướng bụng lên. Vì nó đầy hơi, miệng còn thở ra cái mùi rất là khó chịu. Đấy, ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Và tôi cũng đã tìm đến giải pháp của Tây Y. Nhưng mà cũng không ăn thua gì. Tôi cứ khỏi được cả 2 đến 3 tháng sau nó lại đau ở mình. Và rất may rằng là một ngày đẹp trời thì tôi được một người các đồng nghiệp chia sẻ sản phẩm GDD. Lúc đầu tôi cũng không tin. Tôi sợ rằng tất cả những sản phẩm mua trên mạng uống vào là nó sẽ làm cho mình nặng bệnh hơn. Thậm chí còn là nặng cả ruột gan như những cái thông tin mà được đưa trên mạng. Đấy. Nhưng sau này thì chính tôi là người chứng kiến các em đồng nghiệp của tôi đã chuyển hóa từng ngày khi dùng sản phẩm CBD. Và tôi đã tin và dùng. Đấy. Và sau khi tôi dùng sản phẩm CBD được một tuần sau thì cái bầy đầy hơi của tôi nó đã thiên giảm rất là nhanh. Cảm nhận tôi không còn thấy phiền phức trước khi giao tiếp với mọi người nữa. Và cho đến nay thì tôi đã dùng sản phẩm được 2 năm rồi. Và tất cả mọi người trên Zoom đều nhìn thấy cái diện mạo của tôi đấy ạ. Nếu có cách đây 2 năm mà mọi người nhìn thấy thì tôi rất là có nhìn da rẻ là xám đen và mặt mũi lúc nào cũng u sầu đau đớn. Nhưng đến bây giờ tôi rất là phấn khởi vì tôi đã giải quyết dần dần được những căn bệnh của mình. Và gần như bây giờ tôi ăn cái gì tôi cũng yên tâm, tôi không còn phải lo sợ nữa. Đấy. Và tôi rất là yêu sản phẩm CBD. Không những tôi dùng mà gia đình tôi, con tôi, chồng con tôi đều dùng. Và tôi cũng lan tỏa cho những người xung quanh hàng xóm của mình để dùng. Vậy thì hôm nay tôi được chia sẻ với mọi người trên Zoom hôm nay, tôi rất là vui mừng. Và diện mạo của tôi nó đã thay đổi rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi phần chia sẻ của tôi. Tuyệt vời quá, chúc mừng chị Tuyết ạ. Đúng thật là Thủy nhìn thấy chị Tuyết, nhìn nét mặt chị rất là rạng rỡ và làn da của chị nó cũng rất là bóng đúng không ạ? Vâng, và mọi người biết đấy, đại tràng là cái vấn đề mà rất là nhiều người Việt Nam chúng ta gặp phải. Và khi mà chúng ta ăn một cái gì đấy thôi là bắt đầu là cơ thể chúng ta nó rất là dễ phản ứng. Ở nhà không sao mà ra ngoài nó không tiện chút nào ạ. Chúc mừng chị Tuyết vì chị Tuyết đã giải quyết được cái vấn đề đại tràng của mình bằng sản phẩm Siri. Dạ em cảm ơn chị Thủy, em cảm ơn cả nhà đã cho em chia sẻ. Em xin giới thiệu qua bản thân một chút. Em là Khánh Linh, năm nay em 21 tuổi, em ở thị trường Hải Phòng. Thì biết tới Siri thì em được trải nghiệm sản phẩm được 8 tháng rồi ạ. Thì em rất là biết ơn Siri rất là nhiều, nhưng chính bản thân em còn rất là trẻ. Và hiện tại thì em đang làm về công việc là sức khỏe. Em đang làm việc sức khỏe luôn, nhưng mà lại không có sức khỏe cho bản chính bản thân mình. Trước khi biết tới Siri, em là gọi là một đống bệnh luôn. 21 tuổi thôi, nhưng em bị trí nhớ kém này, em bị tiền đình, em bị rối loạn nội tiết mắt này, viêm tiết niệu này, dạ dày này, bệnh bị thoái hóa ba đốt xương cổ và một trạch một đốt nửa lưng và rất là nhiều lần bị sai khớp hông. Bởi vì mọi người biết nguyên nhân tại sao không ạ? 25 em sử dụng kháng sinh, em không nhớ được là em sử dụng kháng sinh từ khi nào, em chỉ nhớ là bé hơn, còn bé hơn là bé em rất hay bị tai nạn. Thì đó 25 đến cái năm 13, năm 13 tuổi là em đã dùng thuốc bổ lão rất là nhiều, đúng 5 năm thuốc bổ lão. Thì nó biến chứng cho em là bị tiền đình. Thì khi biết tới CBD ấy, mà hồi trước khi dùng CBD nhá, da mặt em rất là đẹp, người em lúc nào trắng hồng lên. Em cảm tưởng em dùng thuốc tây nó nhiều quá, nó không bị trổ da nhưng da rẻ rất là hồng. Thì sau khi em dùng CBD em một trận ốm mà em gọi là đi bệnh viện ấy, người ta không rõ nguyên nhân nữa rồi. Người ta cứ tiêm truyền cho em làm sao thì em về. Nhưng hôm sau em lại sốt đùng đùng lên, không thể nào đo được nhiệt độ nữa rồi. Thì bắt đầu em được chính người chồng em cho sử dụng CBD. Em bảo là em cứ tin anh đi, sống chết như nào anh lo. Đấy là cái người chồng em bảo em tin anh lần cuối nhé, em tin anh. Thì đúng, thì ngày hôm đấy là em uống 3 viên Nomin, 2 gói Immunbook và 2 gói Mamabook. Thì lúc đấy là từ lúc đấy em thành người đó. Đúng, từ cái cơ duyên thật đấy là em là bắt đầu em biết tới suy là không ốm lắm. Và đến 8 tháng nay em không hề ốm. Và tất cả cái triệu chứng như thoái hóa lão này, tiền đình, dạ dày, viêm tiết niệu, tất cả các bệnh lý của em không còn. Hầu như là không còn mà trí nhớ của em ấy. Em làm việc là cường độ rất là nhiều. Vì công việc của em rất là nhiều. Em cũng làm việc nhá, từ một cái người mà em ở nhà đấy, lúc nào em nằm trên giường. Và em bị tự kỷ 6 năm. Em bị tự kỷ 6 năm. Và cứ buổi tối nó mà tâm trạng em cứ khóc lóc thôi. Nhưng mà một người gọi là một bầu trời tiêu cực luôn. Mà khi bước tới CBD ấy, em bây giờ như tất cả những người xung quanh hay tất cả họ hàng, sao dạo này cái Linh nó khác ấy. Không ai có thể nhận ra em luôn, chính bản thân mà Linh ơi, dạo này Linh làm sao đấy, sao dạo này Linh khác đấy, Linh đang làm công việc gì đấy.
đấy là cái đầu tiên em mới tới xin là cái sản phẩm đã cho em một cái kết quả thay đổi con người mới. Thứ hai mới tới xin đi là được. Rồi, xin cảm ơn Khánh Linh rất là nhiều. Và đúng là nhìn Linh thì Thủy không bao giờ Thủy nghĩ rằng là Linh lại có thể là trước đây lại có một cái quá khứ đến 6 năm trầm cảm và lại nhiều dùng nhiều kháng sinh đến như vậy, đúng không ạ? Chúc mừng Linh vì Linh đã tìm lại cái sức khỏe cho bản thân mình, và nhờ Linh tin cái người chồng yêu quý của mình mà Linh đã tìm lại được sức khỏe và cái sự rạng rỡ, cái sự hồng hào này của mình. Và rất là mong Linh sẽ chia sẻ thật nhiều cái sản phẩm này, cái giải pháp tuyệt vời này để cho nhiều người được biết. Và các anh chị em chúng ta có thấy rằng là khi mà mình kinh doanh một cái dòng sản phẩm ấy, nó độc đáo, nó khác biệt và giá của nó cực kỳ hợp lý. Hơn nữa rằng là mỗi sản phẩm chúng ta mua đều có hóa đơn đỏ với cái chính sách kinh doanh khác biệt ấy, thì cái cơ hội thành công của chúng ta nó sẽ cao hơn so với những cái ngành nghề khác, đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây thì Tôi mong muốn điều đó. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta chỉ cần hai điều đầu tiên, đúng không ạ? Rồi những điều tiếp theo sẽ thực hiện được, đó là sức khỏe và tài chính. Thế thì với sản phẩm CV có chất lượng, tính tự bán rất cao. Cho nên là việc chúng ta giới thiệu cơ hội dùng sản phẩm đến cho khách hàng, đến cho người bạn của mình, đó là điều rất đơn giản. Và chính vì vậy Cương đã lựa chọn cái mô hình kinh doanh này để Cương giới thiệu tới tất cả mọi người. Và quan trọng nữa là mình được trải nghiệm, mình được sử dụng sản phẩm, mình được kinh doanh, mình được cộng tác. Và xin 1 phút để được giới thiệu về bản thân. Tên đầy đủ của Cương là Tống Đức Cương, năm nay tròn 50 tuổi. Và chỉ ngày mai thì bước sang tuổi 51, chắc chắn là sẽ có nhiều được cái ý nghĩa hơn. Vì trong cái tháng 9 là cái tháng mà mình đã thay đổi một chút về các cái danh hiệu, đúng không ạ? Thế thì cái quan trọng hơn đó chính là được chia sẻ. Điều mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là được chia sẻ. Và hôm nay thì Cương được chia sẻ những cái thông tin quan trọng. Có thể trong 30 phút tới, những anh chị em nào quan tâm đến kinh doanh thì đây chính là cơ hội để thay đổi cái nền tảng tài chính của mình. Chúng ta hãy nghiêm túc để lắng nghe những cơ hội này. Và Cương hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Ninh Bình. Và công việc truyền thống thì đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cao đẳng nghề. Và công việc truyền thống thì giúp chúng ta có được cái thu nhập để lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng không làm cho chúng ta tốt lên trong cái nền tài chính, không thể giàu có được, không thể thực hiện được nhiều ước mơ. Và như vậy đó là lý do tại sao Cương lựa chọn đến một cái giải pháp kinh doanh nhưng không chọn kinh doanh truyền thống, bởi vì kinh doanh truyền thống cần đầu tư rất nhiều và mình thì lại là điều kiện không có đủ về tài chính để đầu tư. Và lựa chọn kinh doanh CV thì đến bây giờ thì Cương thấy nó là một cái cách lựa chọn vĩ đại đối với mình, và thực sự nó là thông minh, không cần đầu tư tiền mà chúng ta vẫn có thể xây dựng cho mình cái doanh nghiệp có hàng tỷ đồng mỗi tháng. Đó chính là giá trị, đó chính là CV. Và sau đây thì Cương sẽ chia sẻ những thông tin và các anh chị hãy